XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả yêu quý của Channel. Đã bao giờ các bạn cảm thấy là các mẫu đồng hồ Casio có quá nhiều thiết kế, chủng loại và mức giá thì thật là mông lung, rất khó chọn lựa? Đừng quá lo lắng, hãy thử dành thời gian cho 3 mẫu đồng hồ Casio nổi bật ngay sau đây. Và đây chính là những mẫu đồng hồ Casio hấp dẫn nhất hiện nay. Biết đâu bạn sẽ chọn được cho mình một chiếc đồng hồ ưng ý. 1. Sành điệu và trẻ trung như là Casio B-Side BM507L7AV. Nằm trong các mẫu đồng hồ Casio dây da nam của B-Side, BM507 được tích hợp thêm tính năng bấm giờ hiện đại, chất lượng không phải bàn cãi với size lệch không quá 20 giây một tháng. Mặt kính khoáng chịu lực tốt, dây da thật và độ chịu nước 50m, thoải mái đi mưa, thậm chí là đi bơi. Nhưng vì đây là đồng hồ dây da cho nên bạn cũng hạn chế để sản phẩm tiếp xúc với nước nhé. Hai mặt số phụ kiểu truyền thống làm nền cho mặt hiển thị lịch tuần, hình nan quạt, phá cách, sáng tạo. Số la mã xen kẽ vạch chỉ giờ là phong cách thường hay bắt gặp ở các mẫu đồ Casio cổ điển. Viền các mặt đồng hồ, số và vạch chỉ giờ thì đều mang một màu vàng nâu rất sáng và sang trọng, hòa hợp tuyệt đối đối với phần dây da. Chính trong thiết kế này đã chấm phá thêm nét trẻ trung và khác biệt cho đồng hồ Casio B-Side BM507L7AV. 2. Edifice EFR539BK1A2VUDF. Các mẫu đồng hồ Casio Edifice dòng EFR539 thì luôn hấp dẫn vì sự sang trọng và nam tính. Từ bố cục của các mặt đồng hồ phụ to, nhỏ, sắp xếp cân xứng, bổ sung lấp đầy vị trí cho nhau, tới những vạch màu mạnh mẽ của viền mặt, của cột chỉ giờ và kim vót nhọn, tất cả thì đều đem lại cảm giác khỏe khoắn mà khó miêu tả bằng lời. Các mẫu đồng hồ Casio Edifice EFR539 thì còn đặc biệt ở những mảng màu ngập tràn năng lượng và sức sống. Đặc biệt là phiên bản màu xanh đậm mà Thu Hoài đang giới thiệu đây thì khiến cho người dùng như chìm đắm trong đại dương sâu thẳm. Đồng hồ có khả năng bấm giờ chính xác 1 trên 10 giây, chế độ đo thời gian về đích thứ nhất, thứ hai và ngắt giờ tiện lợi. Một chiếc đồng hồ thiết kế tuyệt vời chỉ với mức giá là hơn 5 triệu, thật không thể tin được. Và cuối cùng là mẫu đồng hồ Edifice EQS 500DB1A2DR. Đây là một trong những mẫu đồng hồ Casio điển hình của dòng Edifice. Sản phẩm có nhiều ưu điểm hấp dẫn như là năng lượng mặt trời, giờ thế giới, khả năng chuyển đổi giờ chuẩn, bấm giờ chính xác tới 1 trên 100 giây. Đây chính là một ví dụ điển hình cho những công nghệ tiên tiến, hướng phát triển cốt lõi của các mẫu đồng hồ Casio Edifice. Sản phẩm có độ chính xác cao, chỉ sai lệch khoảng 15 giây trên một tháng. Về thiết kế thì chất nam tính được thể hiện rõ rệt qua màu sắc và bố cục sắp đặt hài hòa của các mặt đồng hồ phụ. Cỡ mặt 45mm thích hợp với những người có cổ tay to. Phần cổ chỉ giờ chạm nổi dứt khoát, mạnh mẽ cùng phần số và chữ được hiển thị rõ ràng, sản phẩm hoàn hảo cho những người đàn ông thành đạt. Đây đều là những mẫu đồng hồ Casio nhận được đánh giá rất cao từ người dùng và đem lại giá trị hoàn toàn xứng đáng đối với số tiền mà bạn bỏ ra. Nếu như mà bạn vẫn còn những băn khoăn và thắc mắc về dòng đồng hồ này thì đừng ngần ngại, hãy liên lạc với XWatch để được giải đáp và cung cấp những thông tin hữu ích nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Các bạn đang theo dõi Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.